đang đã vô mùng rồi mà chúc Tết là có ý đồ. Ý đồ thì cũng đâu có gì quá đáng đâu anh. Thôi cho em chúc hết nha. Chúc anh nhiều may mắn, nhiều tiền, gia đình thì hạnh phúc, rồi sớm có baby thôi. Ăn hột dưa chi? Ôi không chịu đâu, anh cứ nén mục đích chính của em hoài. Cất vô đi, không có vui. Ôi em muốn có chút gì đó may mắn cho anh đầu năm mà. Là sao, ý gì? Ly xì. Tại sao cứ phải để người ta nói thẳng như vậy hả anh? Tại sao anh không làm cho em thấy anh tự nguyện để em vui? Không thể nào tránh được em gì chi? Đây nè. Cảm ơn anh nhiều nha. Xong hỉ lâm môn đó nha. Cảm ơn anh nhiều. Mà bữa giờ Tết em có đi đâu chơi không? Tại vì trong năm á, em thấy không, em đi quá trời rồi. Nên tự nhiên là cái đầu năm em tự nhiên em chỉ muốn ở nhà thôi. Chỉ có trước Tết á là em đi đường hoa. Chụp hình. Đi hồi nào? Em đi 28 Tết. Ủa anh cũng đi 28 Tết nè, sao anh em mình không gặp nhau? Nhưng mà cũng khó lắm anh, tại vì cái đường nó đông quá mà. Sao anh em mình đẹp được quá mà. Trời ơi, mà nghe cái này nó cũng đông. Ủa nhưng mà khoan nha, cái mục đích chính của ngày hôm nay á là anh em mình sẽ đi dự tiệc tân niên. Mà sao nãy giờ lo ngồi nói chuyện không vậy, không lo chuẩn bị gì đi? Anh ơi, hôm nay tự nhiên có một cái mong muốn á, em muốn lung linh và lộng lẫy hơn trong dịp năm mới. Bình thường em vẫn đẹp, vẫn lộng lẫy, vẫn lung linh. Em biết là em vẫn đẹp nhưng mà em có thể đẹp hơn nữa. Trời, nhưng mà em không có khả năng tự làm được. Nên hôm nay là buổi quan trọng nè, bạn bè anh với em quá trời luôn. Cho em lung linh theo kiểu mà nó chuyên nghiệp với anh. Tức là nó đúng xu hướng 2016 á. À, ý em là muốn nhờ một cái chuyên gia chuyên nghiệp đúng không nào? Đúng rồi, chuyên nghiệp á. Rồi, anh có luôn. Một chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp sẽ tư vấn và làm cho Quỳnh Chi đẹp hơn hẳn ngày thường. Giờ mình đi ha. Quý vị khán giả, đặc biệt là khán giả nữ, chắc là ai cũng giống như Quỳnh Chi là đều mong muốn trở nên thật tươi và thật là rạng rỡ trong dịp mùa xuân mới đúng không ạ? Và nếu như mà có mong muốn như vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi chương trình Sắc Màu Cuộc Sống với chủ đề Duyên Mùa Xuân. Đúng là son phấn luôn có một cái sức hấp dẫn đặc biệt đối với phụ nữ. Lúc này thì Quỳnh Chi quên luôn cái sự hiện diện của người bạn đồng hành này rồi. Và chuyên gia trang điểm Nguyễn Trọng đến từ trung tâm đào tạo thẩm mỹ Linh Chi đang làm đẹp cho Quỳnh Chi theo đúng xu hướng của năm 2016 cho bữa tiệc tân niên tối nay. Anh ơi, ngày hôm nay thì em sẽ có cái tiệc đó. Nên là không biết là em sẽ make up theo cái style nào thì sẽ phù hợp với cái xu hướng năm nay anh ha. Trong cái buổi tiệc tối của những cái buổi tân niên ngày hôm nay, Trọng cũng khuyên các bạn gái và Quỳnh Chi ngày hôm nay thì các bạn nên trang điểm theo một cái xu hướng. Đối với màu mắt thì mình cũng sẽ làm một cái tông nâu nhẹ nhàng và những đuôi màu nâu vẽ mắt nước thật là sắc nét hơn. Kết hợp cùng ở đó là chúng ta sẽ vẽ một đôi môi màu đỏ căng mọng, sẽ làm cho đôi môi của các bạn trở nên quyến rũ hơn và thật sự là lung linh hơn trong cái buổi tiệc tối ban đêm. Em rất là nôn nao nên là bây giờ mình bắt đầu luôn ha. Cũng giống như tất cả các bước trang điểm khác, trước tiên thì chúng ta cũng phải tẩy trang, thoa một lớp nước hoa hồng để cho xe khít lỗ chân lông, và các bạn cũng không quên chúng ta phải thoa thêm một lớp kem dưỡng da để bảo vệ da. Điều đó rất là đặc biệt để cho cái nền của mình nó sẽ được hoàn hảo, hoàn chỉnh hơn. Và chúng ta cũng không quên tạo một lớp khối ở trên cái lớp nền, sẽ làm cho gương mặt của các bạn gái sẽ trở nên thon gọn hơn. Bước cuối cùng là chúng ta sẽ đánh một lớp phấn phủ. Sau khi phần nền đã được thực hiện xong, Trọng sẽ chuẩn bị vẽ chân mày. Các bạn sẽ sử dụng một màu nâu đậm, màu bột. Chúng ta sẽ vẽ ở phần đuôi chân mày trước và sau đó chúng ta sẽ tán nhẹ vào trong. Sau khi tán phần bột chân mày thật đều xong và để cho cái phần đuôi chân mày của chúng ta nó được sắc nét hơn, các bạn sẽ dùng chì. Trọng sẽ dùng chì chân mày màu nâu nhẹ. Các bạn sẽ vẽ thêm ở phần đuôi. Các bạn cố gắng tán thật mịn vào trong. Sau khi phần chân mày đã được tán một lớp bột nhạt ở phần đuôi đậm và phần đầu nhạt, chúng ta sẽ chuốt một lớp mascara. Các bạn sẽ sử dụng mascara trong, sau đó chúng ta sẽ chuốt lên ở phần chân mày cho cái phần lông chân mày của chúng ta nó sẽ được mượt mà hơn. Sau khi phần chân mày đã được thực hiện xong thì Trọng sẽ chuẩn bị đánh qua màu mắt. Các bạn cho một lớp phấn nhẹ ở dưới vùng thâm quầng mắt. Các bạn cho một lớp sáp nhẹ mỏng thôi ngay ở phần bầu mắt. Chúng ta sẽ tán nhẹ trên phần bầu mắt.
Sau khi một lớp sáp mắt được thoa nhẹ nhàng trên bầu mắt xong, Trọng sẽ sử dụng một lớp màu da nhạt ở trên bầu mắt. Trọng sẽ sử dụng một màu nâu da nhạt ở phần đuôi. Và trước tiên thì các bạn sẽ sử dụng một lớp màu màu da sáng trắng nhẹ ở trên bầu mắt. Các bạn tán thật nhạt lên trên tới phần dưới xương chân mày và tán đều nhẹ ra. Sau khi một màu sáng trắng màu da đã được đánh ở trên bầu mắt xong, ngay phần hốc mắt các bạn sẽ sử dụng một màu nâu da, chúng ta sẽ tán nhạt ngay phần hốc mắt và kéo xuống ngay phần đuôi mắt, các bạn tán ra, tán thật nhạt và đều. Ngay từ phần đuôi mắt các bạn sẽ tán đậm hơn so với phần đầu mắt. Bước kế tiếp là các bạn sẽ sử dụng một màu nâu hơi đậm chút xíu, chúng ta sẽ nhấn ngay phần khóe đuôi mắt. Ngay phần khóe đuôi mắt các bạn sẽ tán nhẹ lên trên, xéo nhẹ lên một chút để chúng ta sẽ nhấn được ở phần đuôi của mắt. Sau khi phần mắt trên đã được thực hiện xong, Trọng sẽ chuẩn bị đánh ở phần mắt dưới. Cũng giống như ở phần bầu mắt trên, các bạn sẽ cho một lớp sáp nhẹ để cho nó được bám chặt và dưỡng lâu hơn. Các bạn dùng một màu nâu đậm, chúng ta sẽ tán nhẹ ở phần đuôi và tán nhạt nhạt loang vào trong ở phần đầu mắt. Một lớp màu da nhạt các bạn sẽ đánh ở phần đầu mắt. Bước kế tiếp là chúng ta sẽ sử dụng chì đen, các bạn vẽ ở khóe đuôi của mắt. Để được cái viền mắt dưới nó đậm đà và sắc nét hơn, các bạn sẽ vẽ ở phần đuôi mắt, chúng ta sẽ đậm hơn so với phần đầu. Hãy dùng cọ, chúng ta sẽ tán nhẹ ra. Sau khi màu đen đã được tán nhẹ ở phần mắt dưới xong, Trọng sẽ sử dụng chì trắng để chúng ta sẽ vẽ vào cái khóe mắt dưới. Các bạn cố gắng vẽ cho thật là nhanh và tỉ mỉ, vì thường khi mà vẽ ngay cái khóe mắt dưới thì hơi bị nhạy cảm và có thể chảy nước mắt. Bước kế tiếp là Trọng sẽ vẽ cái viền mí. Các bạn cố gắng vẽ viền mí thật là sắc nét ở phần đuôi, dài hơn và dày hơn so với bình thường. Quan sát, kéo sát từ đầu mắt, các bạn kéo một lần cho nó sát ở phần mí mắt của mình. Ở phần đuôi mắt chúng ta sẽ vẽ dài hơn và dày hơn. Các bạn dùng viền mí, chúng ta sẽ vẽ thêm ở phần khóe mắt dưới. Các bạn tán nhẹ vào trong. Ở phần đuôi mắt là chúng ta sẽ làm đậm và dày nhất. Sau khi viền mí đã được thực hiện xong, Trọng sẽ chuẩn bị gắn lông mi giả. Hôm nay chúng ta sẽ sử dụng lông mi gấp đôi so với ngày bình thường vì có sự đặc biệt hơn. Bước kế tiếp là chúng ta sẽ chuốt mascara. Các bạn sẽ chuốt mascara ở mắt trên và mắt dưới. Các bạn sẽ chuốt mascara ở mắt dưới dày thật là nhiều lần, vì mắt trên của chúng ta có một hàng lông mi rất là dày, cho nên chúng ta sẽ chuốt mascara mắt dưới cho nó đồng điệu hơn. Sau khi phần mascara đã được thực hiện xong, Trọng sẽ thực hiện ở mắt còn lại. Sau khi phần mắt hai bên đã được thực hiện xong, Trọng sẽ chuẩn bị đánh một lớp màu má hồng. Hôm nay Trọng sử dụng cái màu má hồng hơi có ẩn nhũ nhẹ. Các bạn tán nhẹ từ ở xương tóc mai, ngay phần xương gò má các bạn kéo nhẹ xuống. Sau đó chúng ta sẽ tán nhạt lên trên. Không cần phải đánh quá đậm. Sau khi phần má hồng đã được thực hiện xong, Trọng sẽ sử dụng một màu môi. Hôm nay Trọng sẽ đánh một màu môi đỏ làm cho đôi môi của các bạn gái trở nên tươi tắn hơn. Dạ anh Trọng ơi, là mình xong chưa anh? Xong rồi đúng không?
Thanh thì không thể nào hiểu được là lý do vì sao mà phụ nữ có thể ngồi suốt 2 tiếng đồng hồ để mà trang điểm. Nhưng mà xứng đáng, rất là lộng lẫy đúng không? Rất là hợp với không khí bữa tiệc. Và một cái gương mặt đẹp như vậy thì phải có một cái bộ đồ đi tiệc tương xứng. Bây giờ thì Thanh Điền sẽ dẫn Quỳnh Chi đến gặp một nhân vật, và nhân vật này sẽ tư vấn cho Quỳnh Chi về cách chọn đồ cho bữa tiệc tân niên tối nay. Giới thiệu với Quỳnh Chi, đây là nhà thiết kế Trương Đặng, người sẽ giúp cho Chi thật là lộng lẫy trong buổi tối ngày hôm nay. Em cảm ơn anh Trương Đặng đã đồng ý hỗ trợ cho em trong buổi ngày hôm nay. Tối nay thì hai anh em sẽ đi ăn một cái tiệc tân niên. Nên là em muốn hỏi ý anh là không biết là khi mà mình lựa chọn trang phục tham gia một buổi tiệc như vậy á, thì mình có cần phải lưu ý những điều gì không ạ? Chào Quỳnh Chi. Nếu mà để cho tiệc tân niên thì mình cũng phải phân loại tiệc tân niên gì. Đi với nhóm bạn hay là đi với gia đình hay là công ty, thì mỗi một cái buổi tiệc và cái tiêu chí mình hướng tới thì mình sẽ có cái trang phục phù hợp nhất. Tiệc tân niên thì thường mình sẽ muốn một bộ đồ nào đó nó có dấu ấn của mình trong những cái phong cách trước đây, và thường mình cũng hé lộ một chút xíu cái hình ảnh hoặc là cái mong muốn về hình ảnh mà mình hướng tới. Tuy nhiên chỉ có một cái lưu ý là phải để ý nhiều tới cái không gian mà mình đi tới. Nó có phù hợp không? Tất cả những cái background đằng sau có phù hợp cho một bộ đồ nổi bật không? Hoặc là cái phương tiện mình di chuyển như thế nào? Có phải đi bộ nhiều không? Trong cái không gian buổi tiệc thì có nhiều cao độ khác nhau. Ví dụ phải lên cầu thang nhiều không? Hay cái đường đi có trúc trắc không? Để bộ đồ của mình nó hoàn hảo nhất trong cái sự di chuyển của mình với đám đông. Bình thường theo quy trình á là mình phải chọn trang phục trước, sau đó mình mới lựa chọn cái style makeup cho mình. Nhưng mà ngày hôm nay á thì em đã makeup xong hết rồi. Anh có thể dựa vào cái makeup này và anh tư vấn cho em là mình sẽ lựa chọn trang phục như thế nào không ạ? Anh thấy makeup của em thì nó đã có cái nó có cái kỳ vọng của em đặt cho cái hình ảnh của cái buổi tiệc tân niên ngày hôm nay rồi. Có nghĩa là cái bộ trang phục đó, theo anh nghĩ, nó phải tương ứng với cái makeup đó. Một bộ trang phục sẽ phải rất là lộng lẫy, có những cái đường cắt hơi táo bạo một chút. Vì tóc em làm cao thì cũng thì nên thể hiện nhiều phần vai, cổ, lưng. Ngoài ra thì cái màu sắc cũng vậy, nó sẽ tương ứng một chút với màu son, màu đỏ hoặc là tất cả những cái gam từ hồng cam qua đỏ. Những gam đấy cũng hợp luôn với phần make up trên cả gương mặt của em. Như vậy là bây giờ thì Chi cũng đã an tâm rồi ha, cũng đã có một vài cái ý tưởng cho việc lựa chọn một bộ trang phục thật là phù hợp trong buổi tối ngày hôm nay. Rất là cảm ơn anh Trương Đặng, đầu năm đầu tháng vui vẻ tiếp đón hai anh em tụi em và cũng đã tư vấn hết sức nhiệt tình. Xin được chúc cho anh năm mới với thật nhiều niềm vui, đặc biệt là sẽ luôn giữ được cái niềm hăng say trong công việc.